chúng ta sẽ đến ngay đối với cả đồng coin đầu tiên nhé tất cả những đồng coin này thì mình đều có clip hết cho mọi người trên nền tảng của youtube bởi vậy thì mình sẽ không phân tích lại dự án đâu mình chỉ update cho anh em về tokenomics sắp tới unlock á, cũng như là chúng ta có thể tham gia đầu tư trong một cái sóng trung hạn và dài hạn đối với cả những đồng coin này hay không nha ok và cái đồng stlk này đây thì cũng đã listing trên nền tảng sàn tốt hết rồi và nó cũng đã a drop cho chúng ta một khối lượng tài sản cũng khá là lớn đó thời ra vừa qua cũng có nhiều anh chị em chúng ta trúng nhiều ý khi mà tham gia trải nghiệm đối với cả dự án stlk Giá này Rai vốn được đó là 282 triệu đô la bởi rất nhiều những quỹ lớn nhé. Thông tin thì anh em có thể là xem đây giúp mình. Và mọi người sẽ thấy rằng thời gian vừa qua khi mình cô cho mọi người tham khảo các cái vùng giá của STLK như là một gần đây nhất là 1.6, 1.7 và 1.8 hiện tại đây đang giá đó là 2.36 thì nó cũng đã tăng trưởng được khoảng một vài chục phần trăm rồi tuy nhiên ấy, thì cái dự án này nhé nếu mà nói về cái độ đẹp thì rất là ok luôn họ cũng đã build một cái khoảng thời gian khá là dài từ năm 2020 Nhưng cho đến thời điểm hiện tại đây mới bắt đầu phát hành token native là cái đồng STDK và cái đồng coin này thì cũng đang sử dụng ở trong hệ sinh thái để trả phí ga như là cái đồng ETH nhé còn về các cái công nghệ hiện tại hay hệ sinh thái của SACNET thì anh em có thể là xem ở trên Diffinoma hoặc là xem ở một số website khác để tổng hợp lại nhé ok và mọi người sẽ để ý giúp mình đối với cả đồng coin này thì khi mà nó tung ra thị trường ấy, thì nó gặp phải hai cái thông tin không đủ tốt thứ nhất đó là airdrop thì rất nhiều anh chị em chúng ta trải nghiệm lớn ấy, nhưng mà chúng ta chỉ thiếu mất một cái điều kiện đó là hold một cái khối lượng tài sản ở trên ví đâu đó khoảng tầm 13 đô la thôi cái thời điểm mà snapshot á thì chúng ta lại không hold bởi vậy thì anh em nhiều người chúng ta đã trải nghiệm vô cả trăm nghìn đô la nhưng mà chúng ta không trúng được airdrop cho nên cái đồng coin này thời gian vừa qua airdrop thì đang bị cái thông tin không đủ tốt nhá bởi vì là chúng ta sẽ thấy rằng thời gian gần đây các cái dự án airdrop mà không tốt ấy đa phần sẽ bị cộng đồng quay xe và họ hay nói rằng scam ấy, bởi vì họ đã bỏ một khoảng thời gian rất là lớn ra kèm theo như vậy đó là tiền cũng như là phí ga trải nghiệm trên đó nhưng mà họ không nhận lại được reward đến từ dự án bởi những cái điều kiện khá là khắt khe đây cũng sẽ là một cái điều kiện lọc bốt thôi tuy nhiên thì chúng ta đang chơi ở sân chơi của họ đó cho nên chúng ta sẽ cần phải theo điều kiện và cái luật của họ nhé chúng ta cố gắng thì có thể là giúp kinh nghiệm cho những dự án về sau mà thôi đó là cái phút đầu tiên cái phớt thứ hai đến từ dự án này đó là cái lịch trả token ấy. Thực ra không gọi là phớt mà là cái thông tin nó không được tốt cho lắm đối với cả giá của đồng coin đó. Thì cái đồng coin này nó hơi dị đối với cả hai cái đồng coin còn lại đó là OP Sau khi mà phát hành token đó, thì khoảng thời gian 2 tháng sau tức là sắp tới nha anh chị em, 38 ngày nữa thôi. Thì cái đồng coin này trả ban đầu nhá, theo lịch công bố đó là 13% tổng cung token dành cho advisor và team đó đây sẽ là một lượng token rất lớn đã lóc ra ngoài thị trường với cái đội team và advisor sớm như vậy so với cả hai đồng quan còn lại. Tuy nhiên ấy, thì gần đây chắc khả năng là phản ứng của cộng đồng quá lớn, bởi vậy thì họ đã phân phối ra nhé, phân phối cái lịch trả token ra là cứ khoảng tầm 64 triệu token trong một tháng đó và tháng sắp tới đây là 38 ngày nữa, tức là tương đương khoảng tầm gần 9% token đang lưu thông ở ngoài thị trường đó. Đây là một con số cũng gọi là tương đối đối với cả một dự án mới listing. Và nếu mà chúng ta đầu tư cho đồng coin này nhá, mình sẽ trả lời luôn từ đồng coin một nhá. Cho cái chu kỳ trung hạn thì sao? Sắp tới đây anh em sẽ thấy rằng để ý giúp mình cái bản cập nhật Cancun cun của Ethereum á diễn ra vào khoảng thời gian giữa tháng 3, thậm chí thì cái lịch cụ thể chưa có đâu, bởi vì họ có thể là rời nhá. Thì nếu mà rời nhá thì thông tin khả năng các cái đồng coin đó sẽ bị đi giá thậm chí còn có thể là bị giảm. Và nếu mà họ cập nhật sắp tới mà sẽ cập nhật ngay trong khoảng thời gian tháng 3 và tháng 4 á, có nghĩa là sẽ ra bản mainnet luôn đấy anh chị thì khả năng cái đồng coin này sẽ được formo tiếp tục nhé gọi là formo theo tin á the new đó anh em mình hay nói rằng nó là sell the new thì chúng ta chúng ta sẽ thấy rằng có một số thông tin khi mà ra các cái new lớn á thì họ hay có cái hashtag đó là sell the new tuy nhiên thời gian gần đây sau hai bản cập nhật của ethereum thì ethereum này không bị xả giá nhưng mà đồng thời như vậy thì nhiều nhà đầu tư họ làm ngược lại đó là họ gom nhiều hơn và họ đem đi staking để nhận apy kèm theo những đợt airdrop của những dự án lớn Ok và quay lại đối với cả đồng coin sắc nét ấy, thì hiện tại đây chúng ta tham gia đầu tư được hay không? Đó là điều câu hỏi mọi người đang quan tâm. Đối với cả bản thân mình thì mình sẽ phân tích cho anh em nhé. Theo cái chiều hướng tâm lý của thị trường và theo cái nhận định cảm quan của mình nhé. Đó là khả năng cái đồng coin này sẽ được đẩy giá thôi. Đó bởi vì thời gian vừa qua thì sau khi listing đã có một cái biểu đồ chạt đi ngang luôn. Anh em có thể là xem lại thông tin đây. Đi ngang như là một số các cái đồng coin trước đây listing nhé. Và chúng ta sẽ thấy rằng là cộng đồng đang thớt như vậy ấy. khả năng cái đồng coin này thời gian tới thì có thể nhé, có thể là chỉ còn khoảng tầm 10 ngày nữa thôi sẽ trả coi nhiều người sẽ lo sợ bán đi nhưng mà cái đồng coin này kể cả trả coi xong vẫn có thể đẩy lên được và từ cái vùng giá mình côn cho anh em tham khảo vào lệnh là khoảng từ 1.8 1.9 hoặc thậm chí 2 đô la thì chúng ta có thể là TP kỳ vọng là khoảng từ 3.5 cho đến khoảng tầm hơn 4 đô la đó là TP kỳ vọng nha anh em đó là x2 đó ok đó là thông tin liên quan đến sắc nét đó nhận định của mình đó là cái đồng coin này khả năng họ sẽ đẩy lên một cái vùng giá ok để cho cái đội team và cái đội advisor họ sẽ xả đó và chúng ta sẽ đón nhận ngoài cái thông tin liên quan đến đó, cập nhật đen cool sắp tới này và sẽ có thêm cái thông tin liên quan đến halving và theo nhận định của mình thì khả năng bitcoin sẽ có một cái đợt điều chỉnh cũng tương đối vài chục phần trăm sau cái sự kiện halving này và thời gian vừa qua thì bitcoin cũng đã tăng trưởng rất là mạnh rồi bởi vậy anh em nếu mà chúng ta tham gia đầu tư trung hạn đối với cả những đồng con của lớp lề hai đặc biệt là sắc đét thì anh em sẽ cần phải cân nhắc giúp mình về cái khoảng thời gian trả token sắp tới nhé à, xin lỗi mọi người vừa rồi mình sau qua cái khoảng thời gian unlock bị nhầm sang cái đồng coin arb tuy nhiên thì đối với cả đồng coin xác nét là 38 ngày 19 giờ thì anh em cũng sẽ lưu ý giúp mình nhé nó cũng sẽ có nhịp đẩy trước hoặc là trong khoảng thời gian trả thô cần mà thôi đa phần nó sẽ phụ thuộc nhiều hơn đối với cả sự kiện liên quan đến cập nhật đen cool sắp tới của đấy á chứ cái lịch trả coin này kể cả họ có trả đi nữa thì họ vẫn có thể đẩy lên để xả thuốc cần nhé còn về giá bán hiện tại thì roi đang bao nhiêu so với cả các vòng bán trước đây thì hiện tại mình chưa chết được thông tin đó và cũng không có public ở trên này anh em có thể là xem lại giúp mình nhé và cái đồng coin này trước đây cũng đã có được đó họ có đầu tư vào khoảng tầm 9,5 triệu đô la vào năm 2022. Về cái thông tin token này hiện tại đã được quỹ mua lại hay chưa hoặc là thông tin nào đó thì hiện tại mình cũng chưa check được luôn. Anh em có thể là check lại và có thể update giúp mình ở dưới phần bình luận của video. Và mọi người nếu mà nhìn về cái lịch vesting của cái đồng token này thì vừa rồi mình mới sâu cho anh em xem rồi. Hàng tháng nó có trả thêm đó bởi vậy nếu mà anh em đi sóng tháng thời gian tới đối với cả bản cập nhật cool thì chúng ta có thể đi được đối với cả STRK. còn về cá nhân của mình thì mình cũng đi sóng trung hạn đối với cả STRK mà thôi thời gian tới xem cái lực giả như thế nào đó thì mình cũng sẽ tối ưu lại và mình cũng sẽ theo dõi thêm để đầu tư cho con này cho một cái chu gáp trang. nói chung về lịch trả token và lạm phát thì còn đang khá là phức tạp đó kết luận một câu đó là nếu mà trading thì anh em có thể là tối ưu lợi nhuận Có hình thức đó là chốt lời từng phần trong cái bản cập nhật JanKun sắp tới còn nếu mà đi dài hạn thì anh em hãy đợi thị trường nó có một cái sóng đâm á đâm sau cái khoảng thời gian hai vinh hoặc là trước hai vinh một vài ngày đó thì nếu mà có sóng đâm lớn của bitcoin á thì chúng ta có thể là bắt lại các cái đồng coin của lớp layer 2 này để chúng ta sẽ có một cái tv rất là tốt trong chu kỳ áp cho sắp tới nha anh chị em bởi vì khi mà áp trend dòng tiền đổ lớn vào trong hệ sinh thái của ethereum á ethereum thì cũng sớm muộn sẽ được chấp thuận về etf mà thôi cho nên là chúng ta có thể tận dụng các lớp layer 2 để chúng ta gia tăng thêm tài sản nhé và nếu mà chúng ta cảm thấy clip của mình hữu ích ấy, thì hãy thả cho mình một like, subscribe kênh youtube và những bật thông báo lên, join vào hết cộng đồng của mình để cập nhật thường xuyên nhé, để không bỏ lỡ qua tất cả những nội dung quan trọng của thị trường này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những clip sau. Và anh em lưu ý này, nội dung ở trong clip không phải lời khuyên đầu tư tài chính nhé, chỉ nên tham khảo mà thôi. Trước khi chúng tiền anh em nhớ tìm hiểu thêm về dự án và chịu trách nhiệm hoàn toàn về khoản đầu tư của anh em đó.